55. Đọc dừa muốn ngồi đẹp phía sau. Thôi sao vậy? Rồi dính rồi. Cái gì mà chẳng hãng chơi he vậy? Dính được cái tướng gì rồi. Đây là khâu chuẩn bị dừa mấy bác. Uống hay gì Phương? Dạ, dạ chắc muốn gì? Dạ. Uống có gà hả? Đúng rồi, nó có gà đó. Cái nào? Giờ môi đem vô đóng mới không để đưa đi. Dạ. Để đưa đi. Để thấy gì đây? Mấy cái lột rồi mình. Rồi mời ai có lột thì cho tao đây tao lột luôn. Chứ bây giờ đem chọc đem ra mấy. Đúng rồi, mai lột lá làm ai lột dừa lột. Cái gì ba vừa kia là lột. Tạm thời vô. Nghĩa tay ăn cơm đi rồi có gì mình sẽ thử gì đuối. Để cái này gì để dễ. Bốn mấy rồi. Nên là cái này cũng là nhanh chứ đâu có lâu đâu, hồi sớm mình thấy bắt tay vào cuộc là làm như nãy giờ cấp kỳ luôn á. Nó cũng nhanh như bánh bao chứ đâu có khác gì đâu. Vậy. Bánh bao nhanh hơn hả? Ê, nếu mà tính ra về cái chỗ mà cơ sở Tân Quy Viên nó bán một hộp là 5.000 phải không? Ê, một hộp là 5 cái phải không? 4 cái hả? 4 cái vậy là cái bán vậy là cái giá cũng hữu nghị lắm hết ta. Đúng rồi, vốn nặng lắm chú. Ừ. Mình thì mình nhờ công. Ê, lát nữa hết là hết nhưng là hai đứa tự bưng luôn đi ngang. Vụ ở trong kia là gần hết rồi, tại vì bà Phật quên luôn rồi Nhân ơi. Con quên cái bánh này, rửa cái lọ bánh kìa. Mà bánh đó con quên đi. Được rồi, cái qua đó ăn được rồi. Được rồi đó con, qua đó ăn được rồi. Hái qua của ngoại nữa hả? Còn con cà chua ấy nữa, con bé đem vô cho ngoại làm nữa. Cái chai, cái dưa leo đó nó to to rồi đó. Nó còn bự hơn nữa đó chú. Không. Bự hơn mà nó còn non đó, nó xèo luôn á. Nó vậy là ăn được rồi, nó cái hột nó lớn lớn hết ngon rồi, nó bị chua. Mà dưa leo mình cái việc hái nó bằng cầm tay là hái đi. Để nó to quá cái nó giống như nó bị hút cái dinh dưỡng vậy. Nhân ơi, đem qua bển cho chị Hai mình đi nấu cho con. Đó bên nhà 7 là 7 á. Hả? Ồ, ôi nướng mà tới dàn cháy gì luôn hả? Quá lửa rồi nè. Không, cái bánh vàng nhìn nó ngon. Cái bánh nó vàng gì nhìn ăn ngon cực kỳ luôn á. Để cái lại cho anh nghe. Thấy có cái bánh nước bên kia kìa. Đây nè, cái đó cũng được nước nè. Ờ à, đúng rồi, để riêng đi cho nó nguội đi. Mấy này mới ra ha. Mấy người ra lò không nè, nhìn nó ngon cực kỳ này giỏi.
nóng khiếp luôn. Nè này chín vàng luôn nè, thấy không? Thấy chưa? Rất là ngon. Đủ đồ nóng. Ta hết bằng cái muỗng quay, lấy cái muỗng kia quay. Ông vớt cái tay nè, cái muỗng này xúc nó vô bỏ qua. Tay cũng được không? Cầm cái muỗng. Tay có đeo bao tay được rồi. Ra một lần là 6 dĩ ha. Lần là 6 dĩ. Đây là cái lò hấp. Lò hấp một lần ra 6 dĩ. Cái lò luôn luôn nhảy te. Nó chín rồi. À. Đây là khâu chuyển bánh, hấp bánh chín và chuyển bánh. Bên kia là khâu đóng gói. Đóng gói tức là tạm thời là gọi là vô bọc á. Đất nữa cái tặng cho anh em rồi để dành đãi gửi cho mọi người cúng. Vô bọc còn gọn rồi đó. Rồi lên lớp rồi xúc đó. Tại xúc hai cái luôn không nhận chuẩn gì chứ. Nó làm cái nước dầu mè đó. Dầu mè hả? Xong nè rồi. Bây giờ nóng chưa ta? Nóng khủng hoảng chứ. Qua nóng. Xong. Đây là hấp rồi nghe, cái này chưa hấp rồi nghe. Cái đây là chưa hấp nè. Khâu này là nhẹ nhàng nhất. Tức là chỉ đi cái đầu nãy giờ nó anh nói nhẹ chứ không có nặng. Đi nhẹ nhàng. Tức là cái việc là cầm cục bột nhỏ bốc lên hoài, bốc liên tục là không cho thời gian ngưng. Gọi là việc nhẹ lương cao. Khâu này không mệt nhất anh ơi. Không, cái dít cái đó, cái mồi nhỏ đó mới cực á. Cái này cực. Cái đó là đo có nhiêu không, có 12, 11, 12 mà hôm qua là anh ngồi là ơn anh móc anh đo là chuẩn gan luôn á, móc ngón tay đo. Cái đó đo luôn chứ đâu còn căng mình mới nhức đầu. Bên kia cũng căng chứ, căng 12 đó. Không có căng hả? Ồ. Qua căng không á, không qua chút rồi căng không anh? Qua móc 12 mà tao móc tao căng được gan, bỏ lên tao dòi dòn vô luôn. Thấy chưa? Thấy không? Bấm hoài vậy đó. Chỉnh lên hết chưa? Đó, nó dữ bây giờ đây nè. Thông báo ở ngoài hen là bánh nó bung nhóc trơn luôn. Yêu cầu dư nhưng là cái bánh nó bung ra nó bể à. Ở ngoài cái lò đầu rồi là ra chừng 5-7 cái bánh nó bung rồi kìa. Dạ, đã thông tin á, nếu mình dư nhưng là cái bánh nó sẽ bị bung ra tại nó nhiều quá. Cho nên ta căng chuẩn là vậy đó. Cho hỏi gì đưa ra nè nhóc kìa, ở ngoài ra lượt dĩ đầu tiên 6 dĩ là dĩ nào cũng có 2-3 cái trơn kìa, nó bị bể á. Không, chú xin cái rồi nó nướng vàng cháy luôn. Nguyên cầu dây thun nói mấy vụ này là bất an lắm, kêu lớn đi. Chút đi. Cừ nhai gỏi gấp cái vô con chi thun nhai cái dính cái vòng lo cái nguyên con chi thun chuồn vô. Con vũ. Cái kèo ngoài kia là thấy vậy đó hen. Chị Tư Thí chị lãnh thay cho chị Năm cái vấn đề làm cái đó làm giống như làm chả không? Chả đòn. Chả đòn đó là chiên rồi ốp lại đồ là ra dĩa. Lóc dĩa phải không? Cái miếng thịt đó, miếng thịt miếng bự á. Miếng cái đó là giống hồi mình làm á. Đúng rồi. Có
bỏ chả. Bỏ chả.